Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Các bạn nha. Tối nay mấy anh em cùng anh Khang đi săn đêm nha các bạn. Bắt rắn. Trải nghiệm bắt rắn bữa nha anh. Thấy cái bao chưa? Cầm bao luôn ha. Hôm nay có quế theo đó nha. Đang ở nhà bắt nhái nha các bạn. Này quế xuống thay thế đèn, đang ở nhà bắt nhái nha các bạn ơi. Nhái để dành mấy anh em cắm câu. Đây mấy anh em tới chỗ nha các bạn ơi. Và hôm nay mình đi cái đường kinh này không phải đường kinh bữa hổm nha các bạn. Kinh bữa hổm bị mấy chiếc ghe người ta chở cát đá vô đậu bít đường đi rồi. Anh em không có đi qua được. Nay chạy xuống kinh này kêu bằng kinh trà. Kinh này lúc trước mấy anh em đi cũng có nhiều. Mấy anh em mới phát hiện con nha các bạn. Nằm phanh trên cây nha các bạn. Hết nó mới nhảy đăng cây nó luôn. Thấy ra nhỏ nhỏ con chụp xuống đi vào lòng đất rồi. Thấy không? Thấy nè. Rồi thấy rồi, thấy nè rồi sao? Bị đến chốt. Bị cho nó có mở hàng cái đó. Thì xí rồi có con lớn này mình hơi nhỏ các bạn ơi. Khai trương cho nó thuận cái đi. Hơi có con bự mình thả con nhỏ hả? Đúng rồi, có con bự thả con nhỏ. Mày có quay em nghe không? Hả? Mày có quay em hả? Có. Nghe ở đâu bơi vậy? Có cây dầm một đó, không biết sao có bơi không? Ok hả? Mà hết chỗ nằm mà nằm lên đó cha. Mấy anh em phát hiện con nữa nha các bạn. Con này bự luôn nha. Con này nằm hơi cao. Bự cho bá luôn á. Bỏ cây cao nhà. Tới rồi. Tới không? Không tới thì đi cho thằng Quế nó tới. Rồi không bay. Được bro. Lấm. Con bự. Mà chưa chắc, bỏ cái này. Cái này mà chắc nè. Vô bỏ lại với ai? Lấm. Rồi cái lái ra anh Tư ơi. Thôi đây, đi rồi. Ôi. Dạ. Sao? Thế đây.
bự nha. Ồ, bự ha. Sa ơi. Em ơi. Ngon, ngon, ngon. Ngon. Vô. À, anh Khang chỉ việc là cầm bị thôi. Ok. Không chỉ vô nè. Mày, mày có nhảy xuống tao cũng nhảy theo. Mày biết. Đây cái anh chàng, anh chàng qua cái bụt. Tốt nhất là mày nằm yên đỡ cho tao. Nó không thở đại đưa tôi đi nha anh ơi. Hả? Nó không thở đại tôi ở đây. Cái gì mình nhảy theo đúng không? Ừ. Nhảy theo rồi. Chạy rồi mình kêu tới. Đây, con bự luôn, con bự luôn. Dê, con bự luôn. Con cho bá luôn. Đây, nè. Rồi. Bự cho bá luôn rồi, lú. Để, cầm đi, thôi đi. Cặp vô, cặp vô. Nó đang thấy mình đó. Mình chưa thấy luôn. Nó đang thấy mình đó. Bự lắm. Bự đó. Tới chụp liền, nó bỏ nó. Lẹ, lẹ quế, móc lẻ vô. Móc lẻ vô, nó đang bỏ. Chạy à. Chị ơi, trời ơi, cho thủ. Xíu nữa nó bò hả? Xíu nữa bò. Bò mất tiêu luôn rồi đó. Coi con. Ô trời ơi. Con này luôn à. Ô xin lỗi chưa nổi luôn. Con này. Xin lỗi chưa nổi. Con này tới luôn. Con này 310 gram luôn. Khỏe luôn. Nù. Úi trời. Hai con nhỏ lên. Rồi bữa nay anh sang đi, anh Khang đi hình của anh Khang ơi. À. Hồi mới lụm em bự quay ngang em này cũng hơn nữa. Này hàng khủng không nha. Đó, thả con nhỏ được rồi đó không? Thả nhỏ ra thôi. Con nhỏ thả được rồi đó. Về nhà thả luôn, về nhà thả luôn. Dạ. Nuôi nha, ở nhà nuôi lại. Thả ở nhà tính ra thả không biết mấy chục con rồi đó. Lâu lâu về thả một con hai con hoài. Gì mà nó đi không có nhà, vòng nhà, nó đi đâu không tiêu chứ. Chứ nó ở đó rồi, cho nó lớn nó chết thì. Nó cũng khôn nhá. Tính rồi á. Hết, à biết vừa hết. Con rắn nó xém xíu đi mất tiêu đó, bò đi mất tiêu đó. Ừ. Còn lú có chết đuôi chứ mà. À, nó mới có tìm đẳng cấp, đẳng cấp, đẳng cấp. Nè, nó chưa có ngủ. Nó còn thấp, nó dịu, nó nghe. Trời ơi, ngon rồi. Mã ơi. Ngon cao cao kìa, rắn như gấp dữ lắm. Ếch nó nhảy gì không nè. Mà tới chừng rưỡi lú, thấy ông vô nhiều vậy. Bữa là chiếc máy mày. À, bữa đó được chiếc máy. Tao coi là hoàng chứ. Chiếc máy chưa chịu đó, bữa đầu bữa đi sâu rắn gì nè. Nó nhảy quá thì nhảy luôn. Em lú đi đặt. Nên lúa đặt xong cái đi đuổi cuối cùng đó. Đợi bên đây có cỏ không? Con chim chài chài các bạn. Đẹp chứ. Ngủ rồi. Ngủ rồi, nó thích ra. Nó đang dòm. Đang dòm coi làm gì nó. Con này nó sắn vô cái con mắt một cái mỏ nó sắn vô một cái là lụm hột liền. Sắn vô cái là xác định rồi đó. Mấy con cá là nó sắn chỗ mình không đó. Mất được. Nó em lụm nè. Lụm được con nó bay sao dính vô cái dừa. Ờ dính mỏ vô cái dừa. Cái dừa cũng nhắc gì mà nó sắn lủng vô không trời. Anh treo mỏ toàn ren ren không chết. Tốc độ quá ghim vô đó chịu không nổi. Cây chuối này kia nó mềm nó ghim vô nó này cây dừa mà nó ghim lủng như cây dừa không á nó dính không ngon, ngon cái ghê luôn á cỏ bay nó vô làm ba em nãy giờ thấy hiu quá hả sơn trụ quá tụi làm được ba em xong lặng thinh gì quá quá cô này ăn cháo gì phát hiện em nữa bạn ơi rồi rồi nó rút rồi nó rút rồi nó rút rồi nó rút rồi được đẳng cấp dám bò nó mới nó nhóm đi là thoát ra liền để nó chọt con này cũng trọng nha im con này cũng bự vô ơi là dừa dừa tại đó dừa kẹo dừa kẹo mày dừa kẹo mày thấy hay vậy ngon 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 nãy giờ tự nhiên điên khúc về thò không có cái giờ lụm lại ha giờ ha bốn em nãy giờ rắn nó chưa ngủ không ta nằm hôm nay nó nằm nghe quá nghe tiếng nói mình cái nó bò nãy giờ xém hai con ha chưa nó chưa ngủ mơ
mới có tìm được chỗ ổn định mới anh phát hiện. mới có ổn định chỗ ngồi hả? Mới ổn định chỗ ngồi tự nhiên mới anh phát hiện rồi. Hai con châu chảo ngủ em ru ha, chim thò tay là chụp nha, sát lên đụng nó luôn, đụng luôn chưa dám nhích nữa. Ngủ mê vậy. Nó ngủ nó ấy cái đầu nó mất tiêu. Đó con nữa kìa. Chắc là lạ mấy hôm nay thầy thật. Châu chảo. Cỡ cái tầm này được nghe thích chưa? Đây con các bạn ơi. Con này cũng vừa thôi chứ không lớn. Được rồi đó, được rồi đó. Nó quấn cây chuối ngộ ta. Quấn vô cái lá mà. Ờ, có con chim chài chài ngay đó nữa kìa. Chim bị chài ở chân, cái cây móc này. Đó, đó, cái khoanh nó dễ kẹp luôn. Kẹp vô luôn á, tàu lá chuối đi. Lắm, rất gọn cục luôn ha. Ê, ôi. Dính là dính nè. Dính lá chuối lớn quá. Dính lá chuối, cọng chuối lớn quá, nó chưa ra được. Không chú bự quá, cái ông sát hả? Mày nói gì nghe, nó này chụp không biết cái tao chụp biết nè. Bay bay ngay trước mặt anh luôn, anh không chịu chụp. Tao lộ, không dám dòm đâu. Sao vậy, sao không dám dòm? Cũng nhỏ à? Ờ, chắc bằng gắn đầu tiên á. Ơi, tạm thời là tha cho em ăn lễ. Kẹp dính nó chứ, tại cái cọng chuối nó bự quá. Chuối kẹp không chắc. Chim chài chài nó mấy con nhỏ nhỏ này đẹp quá, cái màu nó đẹp quá. Đường này chim nhiều quá ha. Đây con đây. Hả? Về lại. Cái này là ổng thấy đó nha. Quá hay, quá hay, quá hay. To nha. Bự chà bá luôn á. Giờ. Giống hai con quá vậy ta. Không, con này. Trời ơi, con này vậy là bự lắm ơi. Nó vòng qua tới đây luôn nè. Đi hai con thôi ơi. Hai con hả? Hai con. Thấy không? Nhúc nhích đó, một con trong nó nhúc nhích rồi đó. Con à. Mấy con? Con à. Con à. Con à. Bị bò trời, sao gắn sao nhát vậy ta? Ngày bá luôn. Hay quá anh Khang ơi. Mấy anh phải làm từ ở trước tầng kia. Khuất cái tầm nhìn. Con này bự à. Thôi quá anh coi. Dòm thấy luôn ta. Bây giờ nó quen quen rồi, từ từ cái dòm thấy à. Ngon. Ngon. Cuối cùng cũng đã thấy đường gắn anh gắn. Cuối cùng. Nó dòng qua tới mép bên đây luôn trời. Tưởng nó hai con không à. Bò nó còn nhiều, bò đi. Sao gắn cái giấc này còn nhát kìa. Mình đâu có kê sát nói chuyện đâu mà nó bò. Bò. Thôi lên cho con cho em gặp mà. Gặp mà, em lấy. Em gắn gợp lắm luôn á. Giờ rồi giờ bên đây có gắn không thấy à. Hay mình dòm cái con hai con đầu tiên để ý mình giờ từ đó sao dòm dễ thấy nó chiếu nó có cái đầu lường nó chiếu vậy. Nhìn thấy được rồi có cảm giác nhìn nó quen biết rồi là nhé. Từ cái nhát đi mình cảm động đang ở đây này chứ nó có chỗ có liên tục luôn, tại vì mình hơi bị khuya nè. Giờ này nó muốn xuống à, muốn xuống đi ăn nè. Nó sáu mấy bảy giờ nó lên phơi sương rồi.
giờ này 10 giờ mấy, 10 giờ rồi, chuẩn bị nó xuống. À, mấy anh em về tới nhà các bạn ơi. Con hay là 6 con. Thành quả anh em bắt được 6 con. Hình như 5 con hả? 2 con nhỏ, 4 con bự. 2 nhỏ, 4 bự. 5 con, 6 con gì không biết. Hết nha. 8 con. Như có 5 con hay gì à? 3 con bự bắt con đây, anh bự bự bắt con bán. 5 con. 5 con. 5 con, những con mình bị sảy đó. 5 con sảy. À đúng rồi, con bị sảy. Con nhỏ vừa lấy chuối đó. À, trong này 5 con này có 1 con nhỏ, 4 con bự nha các bạn. Con còn bự dữ lắm. Con 300 ngoài RAM luôn. Rồi mấy anh em rộng lại nha các bạn. Nay cũng khuya quá. Rồi bữa nay mấy anh em đi bắt hay trễ các bạn. Rộng lại sáng tính sao đi. Sáng đi chài cá kiếm thêm mớ cá mì dinh nữa. Ồ cái này có 1 tiếng rưỡi sao mà. 50 triệu à. Con bự á. Sáng nay mấy anh em tiếp tục đi chài cá nha các bạn. Hôm mấy anh em đi săn được 5 con rắn. Sáng nay mấy anh em chạy ra chài cá các bạn ơi. Tối tại đi khuya quá, rắn nó nhát rồi, nó xuống rồi, nó đi ăn rồi. Sáng mấy anh em ra chài kiếm ít cá mì dinh về chiên giòn các bạn. Giờ mấy anh em đang đi rải mồi. Mấy điểm rồi đang? 6 điểm. 6 điểm hả? Nè mình rải 6 điểm nha các bạn. Chài 6 chài. Giờ mấy anh em đi rải mồi. Rải xong khoảng 15 phút sau mình quay lại mình chài. Mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Mấy anh em rải mồi nãy giờ các bạn. Giờ chuẩn bị quay lại chài chài đầu tiên nha các bạn. Đầu là 1 ký nha. Ký mới chịu đó nha đây. Không nghe tung. Không, 6 chài cho 5 ký 9 thôi. bớt cho 100 gram rồi. Thấy hiệu quá. Trời đầu tiên thấy hiệu quá hả? Thấy hiệu quá. Không tung trời hết trơn à. Rồi. Có phi chà bá luôn kìa. Chà bá luôn rồi. Rồi con đó lại nó ăn mấy con kia chạy hết trơn rồi. Coi mày đúng vốn. Vô. Đây, làm gì làm cũng phải gắn kiếm cá mì dinh cho anh Khang chứ. Khang lâu lắm mà không được ăn cá mì dinh nè. Ăn con duy nhất luôn. Trời đầu tiên con duy nhất cá Rufi các bạn ơi. Cá mì dinh nó không dám lại ăn rồi. Rượt cắn mấy con kia bị bỏ chạy hết. Thank you.
Gốc hả? Gốc. Gốc bên kia. À, trước chịu dây cho nó. Có gì không chú Tư? Đó, lên đó. Đó lên dưỡi. Thôi được ít à. Cá cốc. Gì dính gốc các bạn. Dính gốc. Mấy tấm con à. Ơ rớt con nữa. Để con nào nhỏ nó lọt rồi cho nó lọt. Cá cốc. Ôi, cá lăng đây. Cá lăng luôn. Cốc, cá lăng, cá dảnh, đủ loại. Mấy con cá cóc, con cá lăng. Cái dẫn mày dinh đủ loại hết nè. Rồi, đây chài nữa các bạn. Đây là bến nhà. Bến mùng cá của anh Tư. Ra lại đi không ơi. Rồi. Ố. Cái gì đó. Vô cái góc nữa thì thấy lên tim bựng bựng rồi. Vô có lên nha, có lên nha, nó lên dụi con rồi đó. Cái lăng được. Tạm ổn. Cái này có cái lăng ta có rồi à. Hai ba cái lăng vô cái khúc cây luôn kìa. Dán kiếm dĩa cá mì dinh chiên giòn cho anh Khang chứ. Đó mà. Đủ rồi đó. Không ăn hả anh? Ừ. Cũng là hai ba con. Rồi trước mặt luôn anh ơi. Sao chưa thấy hồi âm đây? Nhà này thấy êm quá vậy ta? Êm luôn rồi. Mấy con à? Mãi này giờ xình dữ rồi. Có con nào luôn hả? Con một chứ. Thất thu rồi. Cái điểm ngon nhất là ít cá. À, còn hai chài cuối giao lại cho anh Tư nha các bạn. Lâu quá cho anh Tư giật lại chứ để không thôi lâu quá quên sao. 1, 2, 3. Đụng anh Tư ơi. Chồng mà thúc chảy thúc mày.
Thôi ngay rồi, hơi ra ngoài một tí. Được rồi, chị chịu chạy kéo được rồi đó thôi. Chưa thấy lên vội nha anh ơi. Đó, đó, đó. Cá cốc. Cá cốc. Cá cốc nhiều anh ơi. Nhiều à. Nào đi thả lưới cá cốc thêm bữa nữa ơi. Đây cỡ này mưa xuống cái có cá cốc lại rồi đây, trời cuối nha các bạn. Lục bình đang chơi. Qua cục lục bình này là vừa đó. Cho nó chìm. Rồi. Có lên vụi đó. Đó, 2 con, 4 con, 5 con, 6 con. Ôi, giấc trời cuối. Trời cuối này ấm rồi. Rồi. Đó. Vô. Trời cuối ấm rồi. Trời cuối ngon nha. Cá mì dinh nhiều. Cà này nhiều chứ bụng. Nhiều. Ăn 20 con á. Có hủy chót nha các bạn. Vớt được chày cuối này là dư dĩa cá mì dinh chiên giòn ha. Khai ha. Dư rồi, dư rồi. Giống cái linh đó ta, cái linh đó nè. Còn con cút trên vụi nữa kìa anh Tư ơi. Nhiều quá, cá linh nhiều kìa. Cái này cỡ 30, mình đi đi kia 30 xuống rồi mặt cá linh cái góc nhiều lắm. Ừ. Tháng cách nửa tháng tư. Thả bớt. Nhiều quá, thả bớt nó tăng. Rồi xong. Xong. Giờ mấy anh em sẽ về về nha các bạn. Đây, mấy anh em về tới nhà các bạn. Thành quả đi chài. Con cá phi. Nhiều cá này nè. Cái phi đó nó bị tật gì vậy? Ai làm gì những chỗ đó đó giống bị lưới bị gì vậy ta chém nè à. Nó chém một lần mới cái mì dinh cá lăng cốc này hơi chiên giòn rắn này hôm mấy anh em đi săn đêm đây mà.
còn được 5 con, 4 con lớn, con nhỏ. Để chiều mấy anh em làm món luôn nha các bạn. Thì video mình cũng hơi dài, tối giờ mấy anh em cũng đi săn đêm nè. Rồi sáng này lại đi chài cá nữa. Rồi, chắc mình cũng xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Chuyến đi săn đêm cùng với anh Khang, trải nghiệm đi săn đêm hồi tối. Sáng này mấy anh em đi chài cá nữa các bạn ơi. Mình video nó cũng hơi dài đó, mình xin kết thúc cái video ở đây. Giờ xin chào các bạn. Chào bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Này chúc mấy anh em chiều mấy anh em làm món nha các bạn. Món để Khang nữa. Chiều nay chết nữa rồi mấy bạn ơi. Chiều nay sao chịu nổi. Tối ráng làm như